Dạ em xin chào tất cả quý cô chú anh chị. Vị trí mình đang đứng đây là hẻm một sạc đường Quách Điêu, Vĩnh Lộc A Bình Chánh, nó cách ngã tư Thới Hòa tầm hơn 500 m ha. Nhà nó có diện tích là ngang 3 và 15. Nhà đủ lẫn có 3 phòng ngủ. Hẻm trước nhà tầm 5 m. Căn này chưa có nước sạch nha quý anh chị. Nhà hướng bắc chủ mới sửa lại rất là mới nha. Khu này đông dân lắm nha quý anh chị. Ở trên tầng lửng chủ làm được hai phòng ngủ và một nhà vệ sinh. Ở dưới trệt thì không có phòng ngủ ha. Nhà này được chiều dài tới 15 m. Nên không gian sử dụng cũng khá rộng rãi thoải mái nha quý anh chị. Nhà đây cũng lâu năm rồi quý anh chị. Lúc xưa là nó một căn là ngang 6 và 15 thì chủ tách làm hai nhà ha. Cách xây dựng và thiết kế thì rất là tối giản nha quý anh chị. Nhìn nhà thì nói chung là rất là đơn sơ. Ở không gian bếp này thì chủ làm thêm cho mình cái tủ bếp trên nữa nha lúc em quay ra thì chưa làm nha quý anh chị. nhà vệ sinh phía sau. tại căn nhà này thì ở cũng thời gian khá là dài rồi nên không phải nhà mới đâu quý anh chị. từ dưới nhìn lên thì nhà rất là thoáng nha quý anh chị. ở dưới cầu thang thì có thêm một cái khoảng trống quý anh chị có thể làm tủ đe đồ được ha. phía trước là có hai lớp cửa, cửa kéo và bên ngoài là cửa sắt ha. khu này thì vô đây cũng an ninh lắm quý anh chị cầu thang đi lên thì cũng khá dễ dàng không bị lỗi phong thủy ha nhà thì trần nhà cũng cao lắm quý anh chị muốn đổ suốt ra cũng được luôn khoảng không gian này quý anh chị có thể làm phòng thờ được nè căn nhà này chủ đang rao bán với giá là 1 tỷ ba năm mươi giá này còn thương lượng nha quý anh chị anh chị nào mua nhà của em á thì chắc chắn cái giá nó sẽ tốt hơn là những người khác nha cái này em bảo đảm với quý anh chị luôn ha cũng mua bán vi bằng thôi nha quý anh chị chưa có sổ hồng diện tích hai phòng ngủ ở trên này cũng khá là nhỏ thì nhà chỉ có ngang 3 mét thôi quý anh chị mà chưa đường đi nữa thì cái phòng ngủ thì tất nhiên nó phải nhỏ hơn một xíu rồi đây là nhà vệ sinh không gian trên này thì nó khá chặt hẹp nha quý anh chị nói chung là trên này chỉ để ngủ thôi mà sinh hoạt là ở dưới nhà hết Dạ em cũng xin kết thúc video ở đây hẹn gặp lại quý anh chị ở clip sau